Mình là Hồng, năm nay mình 24 tuổi. Tuổi dậy thì là em đã bắt đầu xuất hiện tàn nhang rồi. Và gần đây thì nó xuất hiện nhiều hơn. Bởi vì do em thức khuya và chế độ ngủ nghỉ không hợp lý. Lúc đầu thì em cũng có sử dụng các sản phẩm kem dưỡng mà không thấy hiệu quả. Thì em có đi tìm đến các spa để điều trị nhưng mà cũng không được như em mong muốn. Em biết đến thẩm mỹ viện SKS là qua Facebook và em muốn đến để trải nghiệm thử xem dịch vụ ở đây có hiệu quả như em mong muốn hay không. Sau khi em đến thẩm mỹ viện SKS, em được điều trị bằng công nghệ laser tri beam. Bắt đầu từ lần điều trị thứ 3 thì em thấy sự khác biệt ở da mặt của em. Các vết tàn nhang đã mờ dần đi và sắc tố da mặt của em đã đồng đều hơn. Em cảm thấy rất là may mắn khi được biết đến thẩm mỹ viện SKS. Và em cũng xin cảm ơn đội ngũ bác sĩ và chuyên viên ở thẩm mỹ viện SKS đã chăm sóc cho em rất là tận tình, chu đáo và giúp em mang lại được làn da như em mong muốn.